Xin chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, trong những ngày đầu tháng 3 này, do không khí lạnh suy yếu nên nhiệt độ ở các tỉnh miền Bắc đã tăng lên đáng kể. Sáng nay nhiệt độ tại thủ đô đã tăng thêm khoảng từ 3 đến 4 độ so với những ngày trước. Tuy nhiên, tình trạng mưa nhỏ và sương mù đã xuất hiện ở một số nơi. Đến khoảng trưa chiều nay thì toàn Bắc Bộ trời vẫn có nắng ráo ấm áp. Trong 3 ngày tới, khối không khí lạnh vẫn tiếp tục quá trình suy yếu và lệch đông. Bên cạnh đó, thì vùng áp thấp bên phía Tây lại có xu hướng phát triển và mở rộng dần, nên về đêm và sáng, các tỉnh Bắc Bộ duy trì trạng thái thời tiết nhiều mây. Tuy nhiên, khả năng mưa ở trên khu vực là ít, và nếu có cũng chỉ là mưa nhỏ không đáng kể ở tại vùng ven biển kèm theo hiện tượng sương mù. Do trời nhiều mây nên hiện tượng phát xạ nhiệt không xuất hiện nữa, và do đó trời sẽ không còn rét buốt trong khoảng đêm và sáng nữa. Nhiệt độ thấp nhất theo đó sẽ tăng dần lên theo mỗi ngày. Trong ngày mai ở ngưỡng là từ 14 cho đến 17 độ, sang đến ngày thứ 6 là từ 16 đến 18 độ, và thứ 7 là 17 cho đến 19 độ. Còn vào ban ngày trời có nắng nên nhiệt độ cao nhất trong 3 ngày tới sẽ phổ biến trong khoảng là từ 24 cho đến 27 độ. Riêng khu vực Tây Bắc còn có điểm tăng lên xấp xỉ 28 đến 29 độ. Thời tiết ấm áp và khô ráo sẽ khá thuận lợi cho cuộc sống sinh hoạt cũng như giao thông đi lại của người dân. Đến với các tỉnh miền Trung trong những ngày tới, đới gió Đông Bắc tác động đến khu vực sẽ giảm nhanh về cường độ, nên toàn vùng sẽ phổ biến là nhiều mây về đêm và sáng tại phần phía Bắc và có mây thay đổi ở tại phần phía Nam. Mưa chỉ còn xảy ra ở vài nơi, tập trung ở tại khu vực từ Thừa Thiên Huế cho đến Quảng Ngãi trong sáng mai. Sau đó, toàn vùng trời tạnh ráo và nền nhiệt độ cũng tăng dần. Đến ngày thứ 6 và ngày thứ 7 cuối tuần này, nhiệt độ về đêm và sáng sẽ tăng lên ở mức là từ 19 cho đến 23 độ cho toàn vùng. Trong khi đó, cao nhất ngày sẽ dao động trong khoảng là từ 26 cho đến 29 độ từ Thanh Hóa đến Huế. Phần còn lại từ Đà Nẵng cho đến Bình Thuận dao động trong khoảng là từ 29 cho đến 32 độ. Nhìn chung, thời tiết tại miền Trung xu hướng tốt dần cùng với gió mạnh tại vùng ven biển giảm nhanh nên thuận lợi trở lại cho cuộc sống sinh hoạt của người dân. Với khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ trong 3 ngày tới vẫn duy trì trạng thái thời tiết ít mưa, ngày nắng. Nhiệt độ cao nhất ngày tại Tây Nguyên sẽ đạt tới mức là từ 27 cho đến 30 độ. Và đặc biệt là ở miền Đông Nam Bộ, các tỉnh như là ở tại Bình Phước, Tây Ninh, Đồng Nai và cả thành phố Hồ Chí Minh có nền nhiệt độ cao hơn cả khi trưa chiều có thể lên cao xấp xỉ hoặc là trên ngưỡng 34 độ. Tình trạng khô hạn và thiếu nước tiếp tục kéo dài nên người dân nơi đây cũng nên chủ động có những biện pháp thích ứng để không ảnh hưởng nhiều đến những hoạt động sinh hoạt và sản xuất thường ngày. Cuối cùng là những thông tin thời tiết cho các vùng biển. Thưa quý vị và bà con ngư dân, sau những ngày biển động do không khí lạnh tăng cường, thì hôm nay cũng như những ngày tới, khu vực Biển Đông, gió cũng đang suy giảm dần về cường độ. Trong đêm nay và ngày mai, tại vùng biển Bắc và giữa Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa, Bắc Biển Đông thì còn có gió Đông Bắc đến Đông với cường độ khoảng cấp 5, có lúc cấp 6, biển hơi động, và sau đó sẽ giảm dần xuống mức là cấp 4, cấp 5, tầm nhìn xa thông thoáng hơn, bà con có thể yên tâm ra khơi đánh bắt trở lại. Còn tại khu vực Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa thì có gió Đông Bắc duy trì ở cường độ mạnh cấp 3, cấp 4, biển lặng, sóng êm, bà con có thể ra khơi bình thường. Tuy nhiên, ở vùng biển ven bờ, khu vực từ Ninh Thuận cho đến Cà Mau vẫn còn duy trì gió Đông Bắc với cường độ mạnh cấp 5, cấp 6, biển hơi động, nên bà con ngư dân cần chú ý đề phòng. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thời tiết cuối ngày hôm nay, và tiếp theo là phần nhiệt độ chi tiết các tỉnh thành trên cả nước trong ngày mai. Chúc quý vị có một đêm ngon giấc. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại.